Thân của chư Phật đều khắp phóng ra vô lượng vô biên đại quang minh, chiếu sáng vô lượng cõi nước chư Phật, đều khiến cho vô lượng cõi nước chư Phật và chúng sinh đều được bình an khoái lạc. Bồ Tát vô lượng trăm ngàn ức, đồng thời vào thân lên hư không, dùng đồ cúng hơn hẳn chư thiên, cúng dường bậc thuyết pháp tối thắng. Vô lượng trăm ngàn vạn ức Bồ Tát, đồng thời đều vào thân lên hư không, hiện hiện đại thần thông, dùng đồ cúng dường thượng hạng hơn hẳn chư thiên, để cúng dường mười phương chư Phật, cúng dường mười phương chư Phật và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói pháp tối thượng vì diệu. Đại tự tại vương trời tự tại cùng nhau đồng tâm vui vô lượng, đều đem đủ thứ đồ cúng dường, cúng Phật biển công đức thâm sâu. Thiên vương trời đại tự tại và chư thiên chúng, mọi người đều cùng hoan hỷ, hy vọng có thể nghe vô lượng Phật pháp vì diệu. Thiên vương và chư thiên chúng, mỗi người đều đem đủ thứ đồ cúng dường thượng hạng khác nhau, cúng dường mười phương chư Phật, vì công đức cúng dường Phật rất lớn, chẳng có bờ mé, thâm sâu như biển cả, không thấy đáy. Lại có thiện nữ ngàn vạn ức, thân tâm hoan hỷ đều đầy khắp, đều tấu âm nhạc vô lượng thứ, cúng dường đại tôn sư trời người. Lại có ngàn vạn ức các thiện nữ hoan hỷ khắp toàn thân trong tâm thư thới, thảy đều diễn tấu âm nhạc khác nhau, vang ra âm thanh hay vì diệu. Sự nhiệt liệt hân hoan đại nhạc hội đó vì đề cúng dường đại đạo sư của trời người, tức là Phật. Bấy giờ âm nhạc đồng thời tấu, trong ngàn vạn ức vô lượng thứ, đều nhờ sức oai thần của Phật vang ra diệu âm để tán thán. Lúc đó các vị thiên nữ đồng tâm hợp ý diễn tấu nhạc trời hòa nhã thánh khiết, có trong ngàn vạn ức nhạc khí đủ loại khác nhau, cùng nhau phát ra âm thanh êm tai. Thật là nhạc này chỉ có ở trên trời, nhân gian nào có những nhạc này, đó đều là nhờ sức đại oai thần lực của chư Phật mới có đại diễn tấu rất hay như vậy. Mục đích diễn tấu là vì tán thán Phật pháp tăng tam bảo, tịch tĩnh điều nhu không dơ hại, tùy bậc nhập vào khéo tu tập, tâm như hư không đến mười phương, rộng nói Phật đạo ngộ quần sinh. Cảnh giới âm nhạc đó khiến cho tinh thần con người đi vào sự tịch tĩnh, thân tâm điều nhu, khiến cho phát sinh tâm bồ đề. Nhạc trời đó không có tư hào ô nhiễm bụi trần, không có hại bất cứ ai. Mỗi người trời hoặc người tại nhân gian, chỉ cần nghe đến âm nhạc thánh khiết này, thì đều tự nhiên phát đại tâm tu hành Phật đạo. Bồ Tát Bát Địa tâm cảnh của Ngài đã giống như hư không, không động bổn tòa, mà đến khắp mười phương thế giới, đến cõi nước mười phương chư Phật, rộng vì tuyên nói Phật pháp giáo hóa chúng sinh, khiến cho tất cả chúng sinh nghe được Phật pháp rồi đều lập tức khai ngộ. Trên trời nhân gian khắp mọi nơi đều hiện trang nghiêm không gì bằng, do công đức Như Lai sinh ra, khiến người thấy được thích Phật trí. Bất cứ là trên trời hoặc tại nhân gian, khắp hết thảy mọi nơi đều hiện ra cảnh giới trang nghiêm không đầu bằng. Cảnh giới vì diệu vô thượng này là do công đức vô biên của chư Phật hiện hiện ra, diễn tấu nhạc trời hiện hiện cảnh giới trang nghiêm vô thượng, khiến cho người nghe được thấy được sinh ra tâm hoan hỷ học tập Phật pháp, hướng về cầu đại trí huệ như Phật. Không rời một cõi đến các cõi, như trăng hiện khắp chiếu thế gian, âm thanh tâm niệm thảy đều diệt, ví như hang núi dội tiếng vang. Bồ Tát Bát Địa Ngài không lìa bổn tòa, mà đến khắp cõi nước chư Phật mười phương, giáo hóa chúng sinh trong cõi nước chư Phật. Đạo lý này cũng giống như mặt trăng trong hư không. Mặt trăng chỉ có một, nhưng mỗi người đều cảm thấy mặt trăng chiếu sáng ở trước mặt mình. Bồ Tát chẳng động mà du khắp mười phương, giáo hóa chúng sinh đồng với đạo lý mặt trăng, tùy mỗi người mà di động. Bồ Tát Bát Địa âm thanh cũng chẳng còn nữa, đường lời nói đã bật, tâm niệm cũng đã diệt, tâm hành xứ diệt. Tuy nhiên như vậy nhưng Ngài giáo hóa chúng sinh vẫn giọng nói pháp yếu, ví như người ở trong sơn cốc hoang dã phát ra tiếng vàng, thì khắp bốn phía sơn cốc lập tức phản ứng đồng vang ra âm thanh. Âm thanh tâm niệm của Bồ Tát tuy nói đều diệt, nhưng sự diệt này chẳng dính mắc vào âm thanh tâm niệm. Nếu có chúng sinh tâm hạ liệt, vì họ diễn nói hạnh thanh văn, nếu tâm lành lợi thích bích trì, liền vì họ nói đạo trung thừa. Giả sử có chúng sinh, họ chẳng phát khởi đại tâm, cũng chẳng có đại nguyện, thì tự nhiên chẳng có đại lực. Họ tu hành nghe pháp, tương lý nhỏ cho là đủ, chỉ cầu chính mình, đây là tâm trí của người tiểu thừa. Cho nên nói tâm hạ liệt, gặp lại chúng sinh này thì dùng pháp thanh văn thừa, nói với họ khổ tập diệt đạo, bốn diệu đế để giáo hóa họ.
Nếu gặp người tâm trí thông minh, căn tánh lành lợi, họ hoan hỷ tu cảnh giới Bích Chi Phật, thì dùng pháp trung thừa 12 nhân duyên nói với họ, khiến cho họ tu học. Nếu người từ bi thích lợi ích, vì họ nói đạo Bồ Tát tu. Nếu người tâm trí huệ tối thắng, liền bày pháp vô thượng của Phật. Nếu như gặp chúng sinh phát tâm đại từ bi, họ hoan hỷ việc làm lợi ích chúng sinh, thì đó là căn tánh của Bồ Tát thừa. Bèn nói với họ đạo lý tu hạnh Bồ Tát, hành Bồ Tát đạo. Nếu như gặp người căn tánh dũng mãnh lành lợi, có trí huệ hơn người một bậc, lại chỉ phát đại tâm nguyện cầu Phật đạo, thì nói với họ đạo lý Phật thừa, thành Phật thủ thắng nhất. Ví như huyễn sư làm các việc, đủ thứ hình tướng đều chẳng thật, Bồ Tát trí huyễn cũng như vậy, chỉ hiện tất cả lìa có không. Đây cũng giống như nhà huyễn thuật biểu diễn, tuy nhiên biến hóa ra sự vật trăm kỳ ngàn quái để mê hoặc tai mắt con người, kỳ thật đều là giả hư huyễn, chẳng có gì là chân thật. Bồ Tát dùng phương pháp phương tiện thiện xảo giáo hóa chúng sinh, cũng dùng một thứ trí huệ huyễn hóa, bất tất chấp trước vào sự vật. Tuy hiện ra rất nhiều tướng trạng, nhưng Ngài chưa từng chấp vào có tướng không tướng, chỉ xem là trắng nước Phật sự, hư huyễn Phật pháp mà thôi. Bồ Tát hành sở vô sự, cảnh giới của Ngài là tức tất cả tướng, lìa tất cả pháp, lìa pháp hữu vi, cũng lìa pháp vô vi, tất cả không chấp trước. Tại sao phàm phu không dễ trở thành Bồ Tát? Vì quá chấp tướng, được người khen thì hoan hỷ vui mừng, khi bị người chê bai thì phiền não đau khổ, suốt năm mãn tháng đều để mắt tới sự tốt xấu thị phi thành bại có không. Bồ Tát thì vượt ra ngoài tất cả những sự hữu hình, quét sạch tất cả pháp, lìa khỏi tất cả tướng, không có tướng ta, tướng người. Ta người đều như hư không, hư không thì không thể nắm lấy đặng, xào bò cũng chẳng đặng, không thể đắc được một thứ gì. Đời người tại thế gian đều xem mình là số một, tất cả những vật ngoài thân đều muốn chiếm làm của mình, lao nhọc suốt đời, phí hết tâm sức, cuối cùng chẳng phải bạn có, cũng chẳng phải tôi được, hai tay đều không, mang nghiệp đi chầu diêm vương như bóng theo hình. Các vị cư sĩ hãy cẩn thận lời khuyên này, đừng trầm mê trong mộng tưởng hồ đồ điên đảo nữa. Tiếng hai ngàn vạn thứ như vậy, ca ngợi Phật rồi đứng im lặng, giải thoát nguyệt, nói nay chúng tịnh, xin nói hành đạo của cửu địa. Các vị thiền nữ diễn tấu nhạc trời như ở trên vừa nói, có hàng ngàn vạn thứ âm thanh hay vang lên ở trong hư không, các vị đó ca ngợi tán thán mười phương chư Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Khi diễn tấu kết thúc rồi, các vị thiền vương, thiền tử, thiền nữ chẳng rời khỏi, vẫn an nhiên im lặng cung kính đứng tại chỗ. Bồ Tát giải thoát nguyệt nói với Bồ Tát Kim Cang Tạng, hiện tại ở trong pháp hội, các đại chúng thanh tịnh đều hy vọng thỉnh cầu đại đức tiếp tục sẽ nói pháp môn địa thứ 9 về phương pháp tướng trạng sự tu hành. Bấy giờ Bồ Tát Kim Cang Tạng bảo Bồ Tát giải thoát nguyệt nói, Phật tử, đại Bồ Tát dùng vô lượng trí như vậy tư duy quan sát, càng muốn cầu tịch tĩnh giải thoát thủ thắng hơn, lại tu tập trí huệ Như Lai vào pháp bí mật của Như Lai, quán sát tánh đại trí không nghĩ bàn, tịnh các môn tam muội đà la ni, đầy đủ đại thần thông, vào thế giới khác nhau tu lực vô ý pháp bất cộng, theo chư Phật truyền pháp luân, chẳng bỏ đại bi nguyện được xưa, vào được thiện huệ địa thứ 9 của Bồ Tát. Khi Bồ Tát giải thoát nguyện, đại biểu chúng Bồ Tát và thiên chúng ở trong pháp hội hướng về Bồ Tát Kim Cang Tạng thỉnh cầu tiếp tục sẽ nói pháp môn và tướng trạng tu hành địa thứ 9 rồi, thì lập tức Bồ Tát Kim Cang Tạng rất vui mừng gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật, đại Bồ Tát tu hành Bồ Tát đạo, tinh tập đủ thứ căn lành, dùng trí huệ của địa thứ 8 ngài tu được, chuyên tâm tư duy quán sát kỹ cả, hy vọng được cảnh giới thủ thắng hơn, tịch diệt hơn, giải thoát hơn. Do đó ngài biết phải tiếp tục chuyên cần tu tập trí huệ của Phật mới thâm nhập được môn bí mật, không thể dùng ngôn ngữ tương truyền của chư Phật, quán sát tính năng đại trí huệ không thể dùng để tư duy, không thể dùng lời để truyền, cho rộng lớn tinh vi, thành tịnh tất cả, tổng trì pháp môn chánh định chánh thọ, đầy đủ vô lượng số, thần thông rộng lớn, đi đến các thứ thế giới khác nhau, tu học mười lực của Phật, bốn vô sở úy, cùng với 18 pháp bất cộng của Phật, thường hay theo mười phương chư Phật truyền bánh xe pháp, luôn luôn không xả bỏ tâm đại bi, chưa từng quên sức đại nguyện thuở xưa đã phát ra. Chuyên cần tu học như vậy thì sẽ tiến vào được địa thứ 9, thiện huệ địa của Bồ Tát. Phật tử, đại Bồ Tát trụ thiện huệ địa này biết như thật về pháp hành thiện, bất thiện, vô ký,
pháp hành hữu lậu vô lậu, pháp hành thế gian xuất thế gian, pháp hành nghĩ bàn không nghĩ bàn, pháp hành định bất định, pháp hành thanh văn độc giác, pháp hành bồ tát hạnh, pháp hành như lai địa, pháp hành hữu vi, pháp hành vô vi. Bồ tát kim cang tạng lại gọi một tiếng, các vị đệ tử của Phật. Đại bồ tát tiến vào thiện huệ địa thứ 9, lúc đó ngài chân chánh minh bạch thế nào là pháp hành thiện, thế nào là pháp hành bất thiện, thế nào là pháp hành vô ký. Ý nghĩa vô ký là ở giữa không thiện không ác. Ngài cũng thật sự biết về pháp hành hữu lậu. Hữu lậu ví như một cái bình bể, đổ nước vào đều chảy ra ngoài hết. Phạm phù làm việc ác thì bị quả báo ác, sẽ lậu rớt xuống cõi địa ngục súc sinh. Hành vô lậu là làm việc thiện hướng thượng, làm việc lợi ích đại chúng, chẳng có chút tập khí ác mà bệnh xấu nào. Sáu càng thành tịnh sẽ thấu hiểu được đạo lý không vô tướng. Ngài lại hiểu được pháp hành thế gian, cũng hiểu được pháp hành xuất thế gian. Pháp hành thế gian là hữu lậu chẳng thành tịnh, luôn luôn đến đi trong điên đảo tham sân si, đời đời kiếp kiếp bị che đậy lưu truyền trong vô minh phiền não. Pháp hành xuất thế gian là vô lậu, vì đã thấy được đạo ngược lại với tất cả pháp thế gian hữu lậu, vĩnh viễn sống ở trong cảnh giới thành tịnh. Ngài lại biết pháp hành nghĩ bàn và không nghĩ bàn khác nhau, sự khác giống nhau không nghĩ bàn của thế gian xuất thế gian là dùng trí không phân biệt, tức thế xuất thế, nghĩa là tại trần xuất trần. Lại biết được pháp hành tu định, nếu không tu hành theo chánh pháp thì không thể nào đắc được chánh định, không thể đắc được tịch tĩnh khinh an, dễ bị duyên cảnh dao động mà tán loạn. Ngài còn biết pháp hành thanh văn và pháp hành độc giác. Pháp hành thanh văn là bậc thánh tiểu thừa, pháp tứ đế khổ tập diệt đạo mà tu chứng quả vị, đó là quả vị A-la-hán. Quả vị A-la-hán chia ra làm 4 giai đoạn. Sơ quả tu đà hoàn, đoạn trừ tam giới 88 phẩm kiến hoặc. Kiến hoặc tức là thấy cảnh khởi tham ái, không bị cảnh chuyển thì đối cảnh chẳng khởi tham ái, tức là đoạn được kiến hoặc, đã đạt đến địa vị kiến đạo. Giai đoạn thứ hai gọi là tư đà hàm, đã đoạn dục giới tư hoặc 6 phẩm trước. Giai đoạn thứ ba gọi là Anaham, đã đoạn dục giới từ hoặc 3 phẩm sau, lúc này đã đạt đến tu đạo vị, là đoạn trừ được tam giới 81 phẩm từ hoặc. Từ hoặc là mê lý khởi phân biệt, đối với chân lý chẳng minh bạch, đối với tất cả sự vật chẳng minh bạch, đều phát sinh nghi hoặc, muốn biết thì phải đi tham khảo, nghiên cứu, suy ngẫm, vẫn còn vô minh, tả tư duy, vân vân. Đối với tất cả mê hoặc tư lự đến giai đoạn vô học vị này thì đều đã đoạn diệt mà chứng được tứ quả tên là A-la-hán, gọi là vô học vị. Ba quả trước gọi là hữu học vị, vì còn có sở học đến tứ quả thì vô học, cho nên gọi là vô học vị. Lúc này hành giả lớn tiếng sướng lên, ngã sinh dĩ tận, phạm hạnh dĩ lập, sở tác dĩ biện, bất thọ hậu hữu. Đây là quả vị cao nhất của bậc thánh tiểu thừa tu đạo, do chiếu cứ vào 4 thánh đế khổ tập diệt đạo mà tu. Vì biết đời người có các thứ nhân quả khổ, nhân khổ quả khổ, cho nên phát nguyện tu hành, phát 4 hằng thệ nguyện. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, đây tức là khổ đế. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, đây là độ tập đế. Tập là nhân của khổ, khổ là quả của tập. Muốn trừ khổ thì phải đoạn tập. Đây vẫn còn đang nói về pháp thế gian. Pháp môn vô lượng thệ nguyện học, đây là độ đạo đế. Phật đạo vô thượng thệ nguyện thành là độ diệt đế. Muốn thành đạo nghiệp thì trước hết phải diệt trừ tất cả pháp nhiễm ô thế gian. Diệt là nhân của pháp xuất thế gian, đạo là quả của pháp xuất thế gian. Thành văn thừa thì tu pháp tứ đế mà chứng quả. Độc giác thừa còn gọi là bích chi Phật thừa, còn gọi là trung thừa. Độc giác thì y cứ vào pháp 12 nhân duyên mà tu. Họ sống trong thâm sơn cùng cốc, biệt lập với thế gian. Sơn quán trăm hoa nở, thu ngắm lá vàng rơi. Nhờ đó mà giác ngộ đạo lý, đời người tất cả đều vô thường, khổ, không vô ngã. Khi có Phật ra đời thì thấy Phật nghe pháp, chứng ngộ rồi gọi là duyên giác. Không có Phật ra đời là tự ngộ, gọi là độc giác hoặc bích chi Phật. Vị Bồ Tát kiểu địa này cũng biết tu pháp hành Bồ Tát hạnh. Bồ Tát thì tu lục độ hoặc thập độ vạn hạnh, rộng lớn vô biên, hành giả đại hạnh đại nguyện đại lực, lấy sự cứu độ chúng sinh đều khổ được vui làm hạnh nghiệp chủ yếu, lấy tâm đại bi làm đầu, chỉ cầu trồng trọt không hỏi thu hoạch. Ngài cũng minh bạch pháp hành của Phật tu hành là phước huệ song tu, cho nên xưng là lưỡng túc tồn.
Phật thì phước huệ đầy đủ, được trời người đều tôn kính. Phật lợi ích tất cả chúng sinh, bình đẳng chẳng có sự khác biệt. Phật tự giác viên mãn, giác thà cùng khắp, đây tức là pháp hành của Như Lai Địa. Pháp hành hữu vi thì có hình có tướng, vô thường hữu lậu nhiễm ô. Trong Kinh Kim Cang có nói, tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn, bọt bóng, như sương cũng như điện, hãy quan sát như vậy. Lại nói rằng, phạm hết thảy các tướng đều là hư vọng. Pháp hành vô vi là xuất thế gian, không hình không tướng, thanh tịnh không nhiễm. Đủ thứ pháp hành này, Bồ Tát Kiều Địa, Ngài đều thấu rõ không sót thừa. Bồ Tát này dùng trí huệ như vậy, biết chúng sinh như thật. Về tâm rừng rậm, phiền não rừng rậm, nghiệp rừng rậm, căn rừng rậm, hiểu rừng rậm, tánh rừng rậm, ưa muốn rừng rậm, tùy miên rừng rậm, thọ sinh rừng rậm, tập khí, liên tục rừng rậm, ba tụ khác biệt rừng rậm. Vị Bồ Tát Thiện Huệ Địa thứ 9 này dùng trí huệ thù thắng, tu chứng của Ngài biết sự thật. Nhiều tâm chúng sinh giống như rừng rậm, lại còn khiến cho người phức tạp, khó nắm bắt. Tục ngữ có câu rằng, tâm người không giống tựa như mặt họ. Phiền não rừng rậm, phiền não của con người nhiều không thể nào biết hết, cho nên gọi là rừng rậm. Dùng trí huệ của Phật phân tích ra có 84.000 thứ, nên Phật nói 84.000 pháp môn dạy chúng sinh để chế phục phiền não của họ. Nghiệp rừng rậm, chúng sinh làm gì cũng đều gọi là nghiệp. Nghiệp có thiện nghiệp và ác nghiệp cũng nhiều như rừng rậm. Trồng nhân thiện thì kết quả thiện, trồng nhân ác thì kết quả ác. Nhân quả không rõ, điên đảo luân chuyển, sinh sinh tử tử, đều do nghiệp sai khiến vậy. Căn rừng rậm, căn là chỉ căn tánh khác nhau của chúng sinh, cũng giống như rừng rậm. Hiểu rừng rậm, sự lý mà chúng sinh hiểu cũng đều khác nhau, cũng giống như rừng rậm. Tánh rừng rậm nghĩa là nói tâm tánh chúng sinh khác nhau cũng như rừng rậm, cũng có thể nói là tánh năng và giống loại nhiều sự khác biệt. Ưa muốn rừng rậm, do căn tánh chúng sinh khác nhau cho nên ưa thích tự nhiên khác nhau, cho nên nói ưa muốn giống như rừng rậm. Tùy miên rừng rậm, tùy miên là một thứ trong phiền não, tùy miên phiền não của chúng sinh cũng giống như rừng rậm. Thọ sinh rừng rậm, thọ sinh là chỉ chúng sinh đầu thai kiếp khác, chúng sinh thọ sinh là tùy theo nghiệp lực, làm nghiệp gì thì nghiệp dẫn dắt đến nơi đó thọ sinh. Phẩm loại của chúng sinh giống như rừng rậm, nơi thọ sinh đương nhiên nhiều cũng giống như rừng rậm. Tập khí liên tục rừng rậm, muốn biết nhân đời trước, đời này mình đang thọ, muốn biết quả đời sau, đời này mình đang làm. Tập khí xấu đời trước nhiều thì đời này tỷ khí lớn, tập khí sẽ trở thành tập tánh điên điên đảo đảo, thị phi tránh tà chẳng rõ. Việc chân tránh, lời chân tránh thì nhiều người nghe chẳng vào, học chẳng được. Còn tà môn ngoại đạo thì học mau lắm, đó đều là do tập khí đời trước sai khiến vậy. Chủng tử tập khí này rất khó đoạn sạch, cần phải liên tục. Cho nên nói tập khí liên tục chẳng dứt như rừng rậm. Ba tụ khác biệt rừng rậm, đây là chỉ tất cả chúng sinh mà nói, có thể chia ra ba thứ. Một thứ chúng sinh có thể đắc được chánh định, nhất định chứng ngộ. Một thứ chúng sinh sinh tánh tà ác, không thể đắc được tu chứng khải ngộ. Một thứ chúng sinh ở giữa cả hai, có thiện có ác, có duyên gặp được thiện tri thức, cũng có thể đắc được định khai ngộ. Vô duyên chẳng gặp được thiện tri thức thì không thể đắc được chánh định khai ngộ. Chúng sinh như vậy cũng nhiều giống như rừng rậm. Bồ Tát này biết đủ thứ tướng tâm chúng sinh như thật, đó là tướng tạp khởi, tướng tốc truyền, tướng hoại, bất hoại, tướng không hình chất, tướng không bờ mé, tướng thanh tịnh, tướng dơ không dơ, tướng ràng buộc không ràng buộc, tướng huyễn làm ra, tướng tùy các cõi sinh, trăm ngàn vạn ước như vậy cho đến vô lượng đều biết như thật. Bồ Tát Thiện Huệ Địa thứ 9, Ngài biết tâm chúng sinh như thật, do bởi các tư tưởng khác nhau biểu thị ra tướng trạng nên có đủ thứ sự khác nhau, như là tướng tạp khởi, đó là tướng tám thức duyên cảnh, đồng thời sinh khởi rất nhiều ý niệm, nhất thời hiện ra sự biểu hiện bất định. Tướng tạp loạn trong tâm, thất điền bát đảo, tạp loạn lung tung, vọng tưởng lăng xăng, chẳng có chút quy củ gì cả. Tướng tốc truyền, do vọng tưởng rất nhanh đã chuyển đến một thứ vọng tưởng khác, trong đầu óc đầy rẫy vọng tưởng, chuyển tới chuyển lui rất nhanh, chẳng có giây phút nào tạm ngừng. Tướng hoại, bất hoại, hoại tức là diệt, bất hoại là sinh, tức là tướng sinh diệt. Tướng không hình chất là chẳng có dạng hình thể, là tướng đệ nhất nghĩa, nghĩa là tâm thân bất khả đắc, tâm thể liền niệm,
Tướng không bờ mé, tức là tự tướng thuận theo cảnh giới không bờ không mé, lấy cảnh khác nhau, tức là tâm dụng. Tướng thanh tịnh, tức là diệt trừ tất cả phiền não nhiễm ô, khôi phục tự tánh thanh tịnh. Tướng giờ không giờ, giờ là tùy duyên, có phiền não có nhiễm ô chẳng thanh tịnh. Không giờ là bản tánh thanh tịnh, để tất cả tạp nhiễm vọng tưởng phiền não tự giác thánh trí trần vọng. Tướng ràng buộc không ràng buộc, ràng buộc là không tự do, tức là do phiền não trói buộc. Chẳng ràng buộc thì được giải thoát, xả lìa phiền não trói buộc chẳng thanh tịnh. Tướng huyễn làm ra, huyễn là do thần thông biến hóa hiện ra, là một thứ huyễn trí, là một thứ tướng trạng tác ý hiện ra. Tướng tùy các cõi thọ sinh, tùy theo nghiệp tạo ra. Nghiệp tức là nhân, nghiệp có nghiệp lực, nó mang theo thức thứ 8, đến nơi đáng được quả báo thì đi thọ sinh. Phàm phù thì theo nghiệp mà thọ sinh, Bồ Tát thì theo nguyện lực mà thọ sinh, vì cứu độ chúng sinh mà thọ sinh trong 6 nẻo. Tùy theo chúng sinh đáng được độ mà hiện các thứ tướng hình, đủ thứ tướng trạng vừa nói ở trên. Tuy nhiên có trăm ngàn vạn ước cho đến nhiều vô số vô lượng, nhưng Bồ Tát vẫn biết đúng như thật, lại biết đủ thứ các tướng phiền não, đó là tướng lâu xa tùy hành, tướng vô biên dẫn khởi, tướng cầu sanh chẳng bỏ, tướng biên khởi một nghĩa, tướng với tâm tương ưng không tương ưng, tướng tùy cõi thọ sinh mà trụ, tướng ba cõi khác biệt, tướng ái kiến di mạn, nỗi lầm hoạn nạn như mũi tên cắm vào, tướng ba nghiệp nhân duyên chẳng dứt, lược nói cho đến 84.000 đều biết như thật. Bồ Tát Thiện Huệ Địa thứ 9, Ngài lại biết đủ thứ tướng phiền não của chúng sinh. Tất cả chúng sinh đều do phiền não ràng buộc, nên biểu hiện ra các thứ tướng trạng khác nhau. Như tướng lâu xa tùy hành, thứ nghiệp chướng phiền não này là do từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp đi theo con người ở trong 6 nẻo các cõi, chẳng mang bạn đi thọ sinh ở đâu, thì nó sẽ đến đó ràng buộc, không lìa khỏi. Nói về con người, rất nhiều người chẳng những không xả lìa phiền não, mà còn rất hoan hỷ phiền não, xem phiền não như thức ăn, thường phát sinh nóng giận. Tướng vô biên dẫn khởi, phiền não vô biên không bờ bến, vô lượng, vừa nhiều vừa rộng, tùy thời tùy lúc. Chỉ một việc nhỏ thì dẫn đến phiền não, do đó đưa đến nhiều việc không như ý, tướng câu sanh không bỏ. Thứ phiền não này với câu sinh mà ra, tức là với nghiệp cảm câu sanh cùng ra, ví như em bé vừa mới lọt lòng mẹ thì òa khóc lên. Đây là biểu hiện của phiền não. Tướng miên khởi một nghĩa, miên tức là tùy miên phiền não, khởi là hiện hành. Hiện hành bị tham sân si ràng buộc, hiện hành trùng từ hoặc nghiệp là nhân duyên căn bản sinh khởi phiền não đồng dạng. Tướng với tâm tương ưng chẳng tương ưng, tức là hình tướng sở sinh phiền não hay tương ưng với tâm. Có lúc không thể gọi nổi giận mà trong tâm chưa sinh phiền não, đây có nghĩa là tướng chẳng tương ưng biểu hiện bên ngoài với tâm. Tướng tùy cõi thọ sinh mà trụ, tức là tùy theo nghiệp đã tạo, thiện ác khác nhau, cõi thọ sinh sẽ khác nhau. Tùy theo quả báo, tướng trạng phải thọ, tướng ba cõi khác nhau, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, phiền não ba cõi này đều khác nhau. Tướng ái kiến si mạn, nỗi lầm hoạn nạn như mũi tên cắm vào, ái trói buộc phàm phu, do ái ghét có hận, ái biểu hiện ngoài mặt vui vẻ, nhưng ái lại có ái biệt ly khổ, có khổ thì có phiền não. Thế giới ta bà là vui ít khổ nhiều, kiến tức là khổ, do kiến thấy nên khởi tham ái, mà thường kiến lại khởi phân tranh bất hòa, cho nên ái kiến đều có phiền não, do đây lại biến thành si, có tà kiến rồi, thì có lúc do tà kiến mà sinh mạng cống cao. Bốn thứ tâm ý này giống như mũi tên nhọn, cắm sâu vào trong ruộng tâm con người, tạo ra đủ thứ tướng trạng nỗi lầm hoạn nạn. Tướng ba nghiệp nhân duyên chẳng dứt, ba nghiệp là chỉ thân miệng ý mà nói, thân nghiệp chẳng thành tịnh, miệng nghiệp ý nghiệp nhất định chẳng thành tịnh, miệng nghiệp chẳng thành tịnh thì thân nghiệp ý nghiệp cũng chẳng thành tịnh, ý nghiệp chẳng thành tịnh thì thân nghiệp khẩu nghiệp nhất định cũng chẳng thành tịnh. Nếu ý nghiệp chẳng khởi nghiệp tham sân si thì thân tuyệt đối không làm những việc giết hại trộm cắp tà dâm, miệng nghiệp cũng tuyệt đối không nói dối, nói thêu dệt, nói hai lưỡi chửi mắng. Ba nghiệp tạo nhân đều có quan hệ với nhau. Nếu ba nghiệp này vĩnh viễn chuyển động không ngừng thì tạo ra nhiều tướng trạng khác nhau. Ở trên chỉ là nói sơ lược về các thứ tướng trạng. Nếu nói tỉ mỉ thì e rằng có 84.000 tướng nghiệp. Tuy nhiều nhưng Bồ Tát Địa thứ 9 vẫn biết rất rõ ràng, lại biết đủ thứ các tướng nghiệp.
đó là tướng thiện, bất thiện, vô ký, tướng có biểu thị, không biểu thị, tướng với tâm cùng sinh không lìa, tướng nhân tự tánh sát na hoại, mà thứ lớp tập quả không mất, tướng có báo không báo, tướng thọ các báo đèn tối, tướng như ruộng vô lượng, tướng phàm thánh khác biệt, tướng hiện thọ sinh, thọ hậu thọ, tướng thừa phi thừa, định bất định, lược nói cho đến 84.000 tướng đều biết như thật. Bồ Tát địa thứ 9, Ngài lại biết đủ thứ tướng trạng tất cả các nghiệp, như tướng thiện bất thiện vô ký, hình tướng thiện, hình tướng bất thiện, tức là hình tướng tà ác, tướng vô ký, tức là ở giữa cả hai, chẳng thiện cũng chẳng ác, tướng có biểu thị thì có hình thể, tướng chẳng có biểu thị thì chẳng có hình thể, tướng với tâm cùng sinh không lìa, nghiệp là do vô minh tạo thành, khởi hoặc, thọ báo đều do nghiệp mà có, vô minh với tâm cùng sinh, với sinh đều đến, chẳng dễ gì xả lìa nó được. Do đó có tướng thiện ác cùng sinh chẳng lìa, tướng nhân tự tánh sát na hoại, mà thứ lớp tập quả không mất, tự tánh tạo nghiệp trong khoảng sát na giống như hoại, mà giống nghiệp tồn tại, nó vẫn theo duyên, có thứ lớp tập tụ thành một thứ quả báo không thể mất đi sự thọ báo. Tướng có báo không báo, có nghiệp nặng phải thọ quả báo, như làm việc thiện rồi lại có thể tiêu trừ những nghiệp ác, cho nên lại có quả báo không thọ. Tướng thọ các báo đen tối, đen tối là chỉ địa ngục, hoặc là cõi ác, hoặc trong cõi súc sinh ngạ quỷ, thọ đủ thứ tội báo trong đường đen tối. Vì tạo nghiệp quá nhiều, thứ tướng này nhất định xấu ác, đen tối phi thường, tướng như ruộng vô lượng. Chúng sinh tạo nghiệp hình thành tướng nhiều giống như ruộng lưới, cũng nhiều sự khác nhau, tướng phạm thánh khác biệt, nghiệp báo của phạm phu và thánh nhân chẳng giống nhau, hiện ra tướng khác nhau. Tướng hiện thọ sinh, thọ hậu thọ, Bồ Tát biết đủ thứ tướng, chúng sinh đời hiện tại thọ quả báo, hoặc là đời sau thọ quả báo, hoặc đời sau thọ quả báo. Thừa là tướng đại thừa, tiểu thừa, phi thừa là tướng địa ngục, súc sinh, ngạ quỷ, Atula, định là tướng của tất cả những người tu hành, bất định là tướng của những người không tu hành. Vô lượng vô biên đủ thứ tướng như trên, hiện tại chỉ lược nói một ít, nếu nói tỉ mỉ thì có 84.000 tướng như vậy. Bồ Tát địa thứ 9, Ngài đều biết được nguồn gốc của những tướng đó. Lại biết tướng căn mềm, trung thắng, tướng thuở trước thuở sau khác biệt, chẳng khác biệt, tướng thượng trung hạ, tướng phiền não đều sinh không lìa nhau, tướng thừa phi thừa, định bất định, tướng thuần thục điều nhu, tướng tùy lưới can nhẹ chuyển thành hoại, tướng tăng thượng không thể hoại, tướng thối chuyển bất thối chuyển khác biệt, tướng xa tùy cùng sinh bất đồng, được nói cho đến 84.000 tướng đều biết như thật. Bồ Tát cửu địa lại có thể biết các căn của chúng sinh có sự câu sanh khác biệt, có căn tánh thông minh, có hạ liệt mềm tức là hạ liệt, có trung đẳng bình thường, chẳng tốt chẳng xấu, đều tùy căn tánh mà hiện tướng. Tướng thuở trước là tướng đời quá khứ, tướng thuở sau là tướng đời vị lai, có tướng bất đồng cũng chẳng có tướng bất đồng, thượng là thượng đẳng, trung là trung đẳng, chẳng tốt cũng chẳng xấu. Thứ tướng này chiếm hết 75% trong chúng sinh, là tướng nhiều nhất, bình thường phổ thông, hạ là hạ liệt, thường thường có nhiều người năm căn không đủ, những chúng sinh này trí năng cũng rất thấp, tướng phiền não câu sanh chẳng lìa nhau, vô minh phiền não từ trước mang đến, động một cái liền nóng giận, loại chúng sinh này nhất định sinh tánh hùng bạo tàn nhẫn, khiến cho mọi người không dám gần gũi. Thừa là đại thừa, tức là tướng định, phi thừa là bất thục, tức cũng là tướng bất định, thế gian là phi thừa bất định, nhưng có thể giáo hóa khiến cho vào Phật đạo. Tướng thuần thục điều nhu, tức là tướng định hòa mục từ ái, khiến cho mọi người có thể gần gũi. Tướng tùy lưới căn nhẹ chuyển thành hoại, lấy căn nghĩa là nói, lục nhập, chuyển chuyển ràng buộc với nhau, không được giải thoát, do đó theo sự ràng buộc này chậm luôn biến đổi, sinh trụ chẳng lâu, cho nên nói chuyển thành tướng hoại. Tướng tăng thượng không thể hoại, đây là chỉ phàm phu hoặc hàng nhị thừa, họ có thể trừ diệt chướng, cầu tu hành tiến về trước nên nói là tăng thượng, hay tăng thượng thì không thể hướng về hoại, đây là tướng tốt. Tướng thối bất thối khác biệt, đây là chỉ tịnh nghiệp của Bồ Tát mà nói, thối là thối chuyển chẳng tiến bộ, tức là thối tâm. Bất thối tức là bất thối bồ đề tâm, có ba thứ bất thối: một, vị bất thối, không thối lùi về hàng nhị thừa; hai, hạnh bất thối, pháp tu hành bất thối; ba, niệm bất thối, chánh niệm không thối chuyển. Tướng cả hai bất đồng, tướng xa
tùy cùng sinh bất đồng. Xa tùy là nói tướng từ vô thủy đến nay tùy nghiệp cùng sinh bất đồng, vì thâm nhập cho nên gọi xa tùy. Những tướng ở trên chỉ lược nói, nếu nói tỉ mỉ thì vô tận có 84.000 tướng, tuy nhiên vô tận nhưng Bồ Tát vẫn biết như thể các tướng của mỗi chúng sinh, lại biết các sự hiểu biết hạ trung thượng, các tánh hạ trung thượng, sự ưa muốn hạ trung thượng đều lược nói cho đến 84.000. Bồ Tát lại biết tướng trạng khác nhau về căn hiểu muốn ba thứ hạ trung thượng. Ba thứ tướng này là thuận theo sự phát triển, y theo căn sinh hiểu, y theo hiểu thì thành tánh, y theo tánh thì khỏi ham muốn, thầy đều tương tự gọi là tướng thuận, nghĩa lý tướng tham gọi là thuận nhập. Những thứ này chỉ là nói đại khái, nếu nói tỉ mỉ cũng có 84.000. Lại biết các tùy miên đủ thứ tướng, đó là tướng cùng sinh với thâm tâm, tướng cùng sinh với tâm, tướng tâm tương ưng, chẳng tương ưng khác biệt, tướng lâu xa tùy hành, tướng vô thủy không ra khỏi, tướng trái với tất cả thiền định giải thoát tam muội, tam ma bạt đề thần thông, tướng tam giới tương tục thọ sinh trói buộc, tướng khiến cho vô biên tâm tương tục hiện khởi, tướng mở cửa các nơi, tướng kiên thật khó trị, tướng địa xứ thành tựu không thành tựu, tướng chỉ dùng thánh đạo nhổ được sự khổ. Bồ Tát lại biết đủ thứ tướng tùy miên phiền não, như tướng với thâm tâm cùng sinh. Thâm tâm là nói tướng tùy miên, đi theo từ vô thủy đến nay, phiền não rất vi tế khó quan sát, đến thập địa vẫn chưa dứt hết. Tướng với tâm cùng sinh, đây là chỉ tâm ý, sáu thức phân biệt, sự vật, là do sự vật hiện tiền mà sinh khởi. Tướng tâm tương ưng bất tương ưng khác biệt, đây là y tam giới để nói, tương ưng là đồng giới nội tương ưng, bất tương ưng là bất đồng một giới khác tương ưng, bất quá có lúc tại đồng giới nội, tùy theo cảnh giới hiện tiền cũng bất tương ưng. Tướng đâu xa tùy hành là nói đâu xa kiếp đến nay đều là tùy hành, thậm chí trên đến hữu đỉnh, hoặc nói hệ tùy đến tướng cửu địa, tướng vô thủy không ra khỏi. Đây là nói nghiệp vô thủy đến nay, do chẳng có văn từ tù nên chẳng có trí huệ sinh khởi, tùy miên oán tặc làm liều mà chúng sinh không thể thoát khỏi phiền não này. Tướng trái với tất cả thiền định giải thoát tam muội tam ma bạt đề, vì chúng sinh chẳng biết tu hành, không rõ chân lý, không thể diệt trừ tâm ái kiến, chẳng đắc được tam muội thiền định và giải thoát, cũng chẳng minh bạch phương pháp tu học trì quán, tất cả đều trái với chánh pháp mà thuận với phiền não. Tướng tam giới tương tục thọ sinh trói buộc, ở trong tam giới không dứt thọ sinh, ở đầu cũng bị vô minh phiền não trói buộc. Tướng vô biên tâm tương tục hiện khởi, vọng tưởng không bỏ không mé, ở trong tâm ý đầy khởi kia lặng không ngừng, khiến cho hiện ra tướng hoảng hốt bất an. Tướng khai mở các xứ môn, làm mở 12 xứ, căn thức hai thứ đồng sinh tác dụng, cho nên nói các môn tướng kiên thật khó trị. Kiên thật là chỉ tham sân si ba thứ độc hại, thâm nhập vào không dễ gì trừ diệt, cho nên nói nó kiên thật khó trị. Tướng địa xứ thành tựu chẳng thành tựu, tức là nói ở tại các địa có thể thành tựu tướng quả vị các địa, hoặc không thể thành tựu tướng quả vị các địa. Tướng chỉ có y thánh đạo tu hành của Phật nói mới có thể nhổ được tướng tất cả dễ khổ. Lại biết tướng đủ thứ thọ sinh, đó là tướng tùy nghiệp thọ sinh, tướng sáu cõi khác biệt, tướng hữu sắc vô sắc khác biệt, tướng hữu tưởng vô tưởng khác biệt, tướng nghiệp làm ruộng, nước ái thấm nhuần, tối vô minh tre, thức là hạt giống sinh mầm đời sau. Tướng danh sắc đều sinh không lìa nhau, tướng si ái mong cầu nối thần sầu, tướng muốn thọ muốn sinh vô thủy ưa chấp, tướng tham cầu hy vọng rằng thoát tam giới. Bồ Tát kiểu địa lại biết đủ thứ tướng chúng sinh thọ sinh, đó là tướng khác nhau do chúng sinh khởi hoặc tạo nghiệp đều khác nhau, thọ báo cũng khác nhau, tùy theo nghiệp họ đã tạo mà thọ sinh thọ báo. Tướng sáu cõi khác biệt, sáu cõi là sáu pháp giới. Người có pháp giới của người, trời có pháp giới của trời, địa ngục có pháp giới của địa ngục, ngạ quỷ có pháp giới của ngạ quỷ, súc sinh bao quát phi cầm, tẩu thú trùng cũng có pháp giới của chúng, Atula có pháp giới của Atula, nhưng căn tánh của Atula hung tàn thích đấu tranh. Ở trong mỗi pháp giới đều có căn tánh chúng sinh này, cho nên phàm là người hay là súc sinh mà có căn tánh đấu tranh đều gọi là Atula. Chúng sinh trong sáu cõi đều có tướng trạng khác nhau. Tướng trạng của chúng sinh cõi sắc giới và vô sắc giới cũng rất nhiều sự khác biệt. Tướng của chúng sinh có tường và chúng sinh không tường cũng có sự khác biệt.
và chúng sinh phi hữu tưởng, phi vô tưởng cũng có đủ thứ sự khác nhau, sinh tướng đủ thứ sự khác nhau như ở trên, đều căn cứ vào nghiệp nhân của họ. Cho nên nói, nghiệp giống như một miếng ruộng đất, di ái thì giống như nước thấm nhuần miếng ruộng đất này. Cầu sinh vô minh, thọ vô thủy đến nay che đậy, thức a lại ra hàm chứa tất cả là hạt giống. Những nhân duyên này hợp với nhau thì sinh khởi mầm thân sau. Có danh sắc rồi thì không thể lìa khỏi vô minh cầu sanh, trở thành một tướng trạng cụ thể. Lại có sự vô minh ngu si sinh ra ái, hy vọng đắc được tướng vĩnh viễn tương tục thành thân sau. Nghĩ lại có đời sau, thọ sinh không ngừng, chấp trước tướng tham ái vô thủy đến nay, vọng tưởng ra khỏi tam giới mà vẫn tham cầu tướng dục giới. Lại biết đủ thứ tướng tập khí, đó là tướng tu hành, chẳng tu hành khác biệt. Tướng tùy cõi huân tập, tướng tùy chúng sinh hạnh huân tập, tướng tùy nghiệp phiền não huân tập, tướng thiện bất thiện vô ký huân tập, tướng tùy nhập thần sầu huân tập, tướng thứ lớp huân tập, tướng trọng đoạn phiền não viễn hành không bỏ huân tập, tướng thật chẳng thật huân tập, tướng thấy nghe gần gũi thanh văn duyên giác Bồ Tát Như Lai huân tập. Bồ Tát địa thứ 9 lại biết đủ thứ hình tướng tập khí biểu hiện của chúng sinh. Tập là huân tập, khí là khí chất. Tập khí vốn không hình không tướng, nhưng biểu hiện ra đủ thứ tướng trạng trên sự tướng. Ý nghĩa huân tập là giống như lấy miếng vải trắng để ở chỗ có khói. Một lát sau thì miếng vải trắng biến thành màu vàng mà còn có mùi khói. Màu vàng là do huân tập lưu lại vị đạo, tức là khí chất. Cho nên nói tập khí là do huân nhiễm mà ra. Tập khí sâu dày là do thời gian huân tập lâu dài, tự tánh của con người vốn sáng lạng thanh tịnh, vì đời đời kiếp kiếp do vô minh bất giác sinh ra ba thứ tướng vi tế, nghiệp tướng, hiện tướng, chuyển tướng. Ba thứ tướng này hiện ra thì trở thành tướng trạng tập khí, vì bị vô minh hiện ra, tức là tập khí ô nhiễm chẳng thanh tịnh. Ví dụ như đời này trẻ con học tập đi đứng, nói năng, mặc đồ, vân vân. Khi lớn lên học về lễ nghi, đi học kỹ thuật, vân vân, đều phải trải qua học từng chút mới có thể tiến bộ thuần thục. Bồ Tát biết tập khí của chúng sinh là do huân tập mà ra, ví như người tu hành có sự biểu hiện tập khí tu hành, người chẳng tu hành có sự biểu hiện tập khí chẳng tu hành, đó đều do duyên trong đời quá khứ huân tập, cho nên biểu hiện tướng trạng khác nhau. Chúng sinh trong sáu cõi cũng tùy sự thọ sinh trong đó, sinh hoạt tập quán, huân tập năm này tháng nọ, mà biểu hiện ra tướng tập khí khác nhau trong mỗi cõi. Tùy chúng sinh là bao quát chúng sinh chín pháp giới, trừ sáu cõi tướng tập khí chúng sinh ở trên ra không nói, hiện tại chỉ nói tướng huân tập cõi Bồ Tát trong ba pháp giới. Bồ Tát thì hoan hỷ tự độ độ tha, tự lợi lợi tha, cõi thành phần cõi duyên giác, các ngài nguyện làm tự liễu hán. Đó đều là do tập tánh của mỗi người khác nhau. Tướng tùy nghiệp phiền não huân tập, tùy theo nghiệp tạo ra đắc được báo đáng thọ. Ác nghiệp ác báo, phiền não nhất định theo ràng buộc, suốt đời hiện tướng trong phiền não. Thiện là tập khí tốt, bất thiện là tập khí xấu, vô ký là tập khí không tốt cũng không xấu. Tướng tùy nhập thân sau huân tập, tùy theo sự trồng nhân mà kết quả đáng được. Có đời này thì có đời sau, đời này huân tập tập khí nặng thì đời sau tập khí nhất định sẽ nặng. Tướng thứ lớp huân tập, tùy theo thứ tự tướng huân tập có ngàn có mé. Tướng chẳng đoạn phiền não, viễn hành không bỏ huân tập, phiền não chẳng dễ gì đoạn trừ, viễn hành làm nói khiến cho bạn tu hạnh vô lậu. Tướng huân tập phiền não vẫn còn đi theo bạn, không chịu lìa khỏi bạn. Tướng thật chẳng thật huân tập, thật là chân thật, tu Bồ Tát Đạo cầu trí huệ chân thật vô thượng chánh giác. Chẳng thật là hiện ra tướng huân tập chẳng chân thật. Tướng thấy nghe gần gũi thanh văn độc giác Bồ Tát Như Lai huân tập. Thấy nghe là nói phải có chánh kiến, nghe chánh pháp không gần nhị thừa và ngoại đạo. Dùng sự huân tập làm hạt giống, tùy theo hạt giống huân tập muốn gần gũi thanh văn thừa, Bồ Tát thừa hoặc Phật thừa đều tùy theo tướng trạng của sự huân tập. Lại biết tướng chánh định, tà định, bất định của chúng sinh. Đó là tướng chánh kiến chánh định, tướng tà kiến tà định, tướng cả hai bất định, tướng ngũ nghịch tà định, tướng năm căn chánh định, tướng cả hai bất định, tướng bát tà tà định, tướng chánh tánh chánh định, tướng càng không làm cả hai lìa bất định, tướng sâu chấp tà pháp tà định, tướng tập hành thánh đạo chánh định, tướng cả hai xả bất định. Bồ Tát địa thứ 9 lại biết phải chăng chúng sinh đắc được tướng chánh định, phải chăng nhập vào tà định, hay là chưa đắc chánh định cũng chưa nhập vào tà định. Chúng sinh có tướng chánh định chánh kiến, nhập vào tà định tà kiến, nhị câu tức là không chánh huệ lựa chọn,
lại không bát vô nhân quả, vừa tốt vừa xấu. Tướng cả hai đều chẳng phải, tướng ngũ nghịch tả định. Ngũ nghịch là một giết cha, hai giết mẹ, ba giết A-la-hán, bốn phá hòa hợp tăng, năm làm thân Phật chảy máu. Tướng tả định này như Đề Bà Đạt Đa, tức là tướng tả định. Tướng năm căn chánh định, năm căn là tin, tấn, niệm, định, huệ. Có hơn năm căn này mới đắc được tướng chánh định. Tướng nhị cầu bất định, cả hai tướng chánh tà không thể phân biệt rõ ràng. Tướng bát định, tà định, bát tà, tức là ngược lại với bát chánh. Tà kiến, tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định. Tướng chánh tánh, chánh định, tức là tướng tánh, tình chánh đáng và chánh quyết. Tướng càng không làm cả hai lìa bất định. Tướng bất định cả hai đều không lìa. Tướng chấp sâu tà pháp tà định. Tướng tà giáo tà pháp tà định chấp trước thâm sâu của ngoại đạo. Tướng tập hành thánh đạo chánh định. Tướng tu tập chánh đạo chánh định của thánh nhân tu. Tướng cả hai xả bất định. Tướng cả hai là chỉ tà pháp tà định với chánh pháp chánh định của thánh đạo. Cả hai đều xả được nhưng vẫn là bất định. Ở trên là lược nói đủ thứ tướng đều là tập khí huân tập hình thành, trải qua nhiều kiếp của chúng sinh mà hiện hiện ra tướng. Phật tử, Bồ Tát tùy thuận trí huệ như vậy, gọi là trụ bậc thiện huệ địa. Trụ địa này rồi biết rõ các việc làm khác biệt của chúng sinh, đều giáo hóa điều phục, khiến cho họ được giải thoát. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Bồ Tát địa thứ 9, ngài tùy thuận đủ thứ trí huệ vô thượng như đã nói ở trên, quan sát chúng sinh, suy ngẫm chúng sinh có đủ thứ phiền não và các thứ tướng trạng tập khí khác biệt, biết rõ như thật cho nên gọi là trụ bậc thiện huệ địa. Bồ Tát đã trụ bậc thiện địa thứ 9 này rồi, ngài thấu rõ thông đạt được những việc làm của tất cả chúng sinh và tướng trạng khác biệt cùng với nguồn gốc phiền não tập khí. Ngài bèn dùng pháp môn phương tiện khéo léo giáo hóa hết thảy chúng sinh, điều phục hết thảy chúng sinh càng cường, khiến cho họ đều được giải thoát, đắc được thân tâm bình an tự tại. Phật tử, Bồ Tát này khéo diễn nói pháp Thanh Văn thừa, pháp Độc Giác thừa, pháp Bồ Tát thừa, pháp Như Lai thừa. Vì tất cả hành xứ tùy trí huệ hành, hay tùy theo căn tánh ham muốn hiểu biết của chúng sinh, sở hành có khác, các tụ khác biệt, cũng tùy thọ sinh phiền não, miền ràng buộc, các nghiệp tập khí mà vì họ thuyết pháp, khiến cho họ tin hiểu, tăng trưởng trí huệ, theo thừa của họ mà được giải thoát. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật. Bồ Tát địa thứ 9, vì đã chứng được bốn trí vô ngại biện đối với sự diễn thuyết thiền dương và pháp các thừa, đặc biệt đều thành tựu, hay khéo léo diễn nói vô ngại pháp môn Thanh Văn thừa của bậc thánh tu hành, lại khéo diễn nói pháp môn Độc Giác thừa của bậc thánh tu học, lại khéo diễn nói pháp môn tu hành của Bồ Tát thừa, ngài cũng có thể diễn nói pháp môn tu học Phật đạo viên mãn thành Phật quả. Pháp môn tất cả thừa và tất cả mọi người tu hành đều biết rõ như thật. Bồ Tát dùng trí huệ của ngài chứng được, quán sát, suy ngẫm đủ thứ căn tánh thiện ác của chúng sinh, độn căn lợi căn, tánh thiện, tánh ác. Chúng sinh đều có sự ham muốn hiểu biết khác nhau. Muốn cái gì, hoan hỉ cái gì, biết cái gì, trình độ hiểu biết thế nào, căn tánh ham muốn hiểu biết của tất cả chúng sinh khác biệt đặc thù. Nhưng Bồ Tát tùy theo trí huệ tu chứng, đều biết rõ biểu hiện khác nhau của chúng sinh trong các cõi. Có chúng sinh thường ở trong sáu nẻo, có chúng sinh lại ở trong bốn cõi. Tùy là như vậy, Bồ Tát tùy theo nguyện lực của ngài, theo chúng sinh đi thọ sanh. Ngài cũng thị hiện phiền não, tùy mì phiền não trói buộc, đủ thứ nghiệp, đủ thứ biểu hiện tập khí. Bồ Tát căn cứ những thứ thống khổ này của chúng sinh, nhập thân vào trong chúng sinh thọ thống khổ như nhau. Dùng bốn pháp nhiếp, rộng vì họ tuyên nói đủ thứ Phật pháp thượng diệu, chỗ Bồ Tát khác với phàm phu. Là Bồ Tát ở nơi cảnh giới mà không chấp vào cảnh giới, không mê nơi sự tướng, tức sự hành sự. Thấy cảnh giới liền minh bạch cảnh giới, thuyết pháp với chúng sinh khế cơ, khiến cho chúng sinh đều sinh ra tâm tin, minh bạch hiểu rõ, tiếp thọ chánh pháp. Khai mở cửa trí huệ cho chúng sinh, khiến cho tăng trưởng trí huệ, còn khiến cho mỗi loài chúng sinh đều ở trong pháp môn tu học của họ đã được giải thoát. Phật tử, Bồ Tát trụ bậc thiện huệ địa này làm đại pháp sư, đủ hạnh pháp sư, khéo giữ gìn pháp tạng của Như Lai, dùng trí vô lượng khéo léo khởi bốn biện vô ngại, dùng lời lẽ Bồ Tát mà dễ nói pháp. Bồ Tát này thường chuyển theo bốn trí vô ngại, không tạm xả lìa. Những gì là bốn? Đó là pháp vô ngại trí, nghĩa vô ngại trí, từ vô ngại trí, lạc thuyết vô ngại trí. Bồ Tát Kim Cang Tạng lại gọi một tiếng các vị đệ tử của Phật.
Khi Bồ Tát trụ ở quả vị Thiện Huệ Địa, thường làm Đại Pháp Sư vì chúng sinh diễn nói diệu pháp. Vì Ngài đã thành tựu vô thượng trí huệ, sức trí huệ khiến cho khẩu nghiệp thành tịnh, mới có thể diễn nói diệu pháp thông đạt vô ngại, mà còn đầy đủ oai nghi tế hạnh của Pháp Sư. Làm Đại Pháp Sư phải đầy đủ 10 đức hạnh: 1. Cháu biết nghĩa của pháp; 2. Hay rộng tuyên nói; 3. Trong chúng không sợ; 4. Vô ngại biện tài; 5. Phương tiện khéo nói; 6. Pháp tùy pháp hành; 7. Oai nghi đầy đủ; 8. Dũng mãnh tinh tấn; 9. Thân tâm không mệt; 10. Thành tựu sức nhẫn. Bồ Tát Địa thứ 9, Ngài đều đầy đủ 10 đức tánh này nên Ngài làm Đại Pháp Sư. Ngài lại khéo giữ gìn pháp tạng của Như Lai nói, nghĩa là nói Ngài khéo hay bố thí, khéo giữ giới, khéo nhẫn nhục, khéo tinh tấn, khéo thiền định, khéo tu tập bát nhã, rộng tu lục độ, mà còn thiết thực hành trì. Xưa kia có vị phu nhân Mạt Lợi, bà ta một đời chuyên hành bố thí, giữ gìn giới hạnh, đem hết thảy tiền tài châu báu bố thí cho chúng sinh chưa từng hối tiếc. Đối với người thọ nhận, thầy đều đối đãi bình đẳng, tự hào chẳng có tâm phân biệt. Về phương diện giới hạnh, ba nghiệp thanh tịnh chẳng có tì vết. Song đúc lầm trùng hốt nhiên sinh ra chút tâm sân hận, do một niệm sân hận liền bị đọa lạc tái sinh làm con bò cạp. Loài này rất độc, thọ sinh con bò cạp được 7 ngày thì chết, sau khi chết được sinh về cõi trời hưởng phước. Các vị nhờ bà ta một đời làm công đức bố thí trì giới, nhưng lúc lâm trùng khởi lên một niệm sân mà bị đọa vào súc sinh làm trùng độc, và lại do một đời làm nghiệp thiện nên được sinh về cõi trời. Do đó có thể thấy làm người, nhất là người tu đạo, thời khắc đều phải chiếu cứ giữ gìn tâm ý của mình, đừng có sân hận, đừng tùy tiện sinh tâm sân hận. Vì tâm sân hận tức là độc, cho nên phàm là người tâm sân hận nặng, khi chết đi thì đọa làm thân rắn, thân bò cạp, thân ong độc hoặc làm chăn độc. Những thứ súc sinh này đều có độc, nghiệp báo rất nguy hiểm, đáng sợ. Tu hành thì phải sửa đổi tâm tham, tâm sân, tâm si, khiến cho trở thành tâm từ bi bình đẳng rộng lớn. Đối với bất cứ người nào, đều phải hòa bình, từ ái, chẳng có sự nóng giận. Người xưa có nói, hành hữu bất đắc, phản cầu trừ kỳ. Nghĩa là làm việc không thuận lợi cũng phải phản tỉnh kiểm tra lại lỗi lầm của mình. Mặt xấu nhất của người tu hành là có lòng sân hận lớn, chuyên nói chuyện xấu người khác chỉ khen mình. Lúc nào cũng phải có tâm từ bi, tâm hỷ xả, tùy thời xa lìa tâm tham sân si. Đó tức là giữ gìn pháp tạng của Như Lai. Từ bi hỷ xả, bốn tầm vô lượng, 84.000 pháp môn đều là pháp tạng Như Lai. Ở trong pháp tạng Như Lai sung mãn trí huệ quang minh. Người tu đạo bất cứ đối nội đối ngoại, đối với người, bất cứ già trẻ lớn nhỏ đều phải có tâm từ bi hỷ xả, thì tự nhiên sẽ có cảm ứng. Như có người hay dùng tay trị bệnh, không phải là tay của họ có thể chữa bệnh, mà là tâm thành của họ có lòng từ bi hỷ xả ái hộ người, chân tâm trợ giúp người, cho nên dùng tay để tượng trưng. Trong Kinh Hoàng Nghiêm có một bài kệ rằng, nếu ai muốn biết rõ tất cả Phật ba đời, hãy quán tánh pháp giới, hết thảy do tâm tạo. Hiện tại chúng ta cũng có thể nói như vậy. Nếu ai muốn biết rõ tất cả tay ba đời, hãy quán tánh pháp giới, hết thảy do tâm tạo. Cho nên người mà có thần thông thì tay của họ có con mắt có thể chữa bệnh. Nếu như chẳng có tâm từ bi hỷ xả, tâm địa bất thiện đối với người không tốt, thì dù có thần thông tay cũng không thể linh nghiệm, sẽ chẳng có cảm ứng gì hết. Người chẳng có tâm ích kỷ lợi mình, tùy thời hành Bồ Tát Đạo không cần người đối với mình tốt. Chúng ta chỉ cần đối với người cho thật tốt, đừng hỏi người ta đối với mình như thế nào. Cho nên cổ nhân có nói, thì ân bất cầu báo. Những biểu hiện đó đều là giữ gìn pháp tạng của Như Lai. Bồ Tát Địa thứ 9, Ngài đầy đủ đức tánh của Đại Pháp Sư, lại khéo giữ gìn pháp tạng của Như Lai, cho nên Ngài hay dùng đủ thứ vô lượng trí huệ phương tiện khéo léo, mà sinh khởi bốn thứ biện tài thông đạt vô ngại, sẽ nói pháp môn của chư Phật nói viên dung vô ngại. Ngài dùng bốn tầm vô lượng, dùng trí huệ, bốn vô ngại biện tài và bốn pháp nhiếp khéo léo của Bồ Tát, vì chúng sinh dễ nói diệu pháp của chư Phật, khiến cho chúng sinh nghe đắc được sự mát mẻ, xả lìa phiền não, sinh tâm hoan hỷ. Đây tức là tâm từ bi và diệu dụng của bốn vô ngại trí biện tài. Bồ Tát Thiện Huệ Địa, Ngài luôn luôn tùy thuận bốn trí huệ vô ngại, linh hoạt vận dụng dễ nói các pháp, vì giáo hóa chúng sinh quán cơ nhiếp thọ. Những gì là bốn trí huệ vô ngại? Đó là một pháp vô ngại trí, Phật pháp đều viên dùng vô ngại, Phật Phật đạo đồng, pháp pháp vô ngại, một pháp hay sinh vô lượng pháp không lìa một pháp, một tức là nhiều, nhiều tức là một nhiều không hai, một nhiều vô ngại.
Minh bạch được đạo lý này sẽ sinh khởi trí huệ, vận dụng trí huệ này để diễn nói pháp của chư Phật đã nói, tức là pháp vô ngại trí. 2. Nghĩa vô ngại trí. Đối với chúng sinh triển dương 84.000 pháp môn, nghĩa lý đều viên dung quán thông với nhau. Nghĩa lý cũng là một nghĩa sinh vô lượng nghĩa quy về một nghĩa. Một nhiều vô ngại nên gọi là pháp môn không hai. Trí huệ này gọi là nghĩa vô ngại trí. 3. Từ vô ngại trí. Từ tức là dùng ngôn ngữ biểu đạt sự lý, khiến cho người nghe được minh bạch. Nếu nói rõ sự lý, phải pháp được rõ ràng, viên dung vô ngại, kết hợp với căn tánh hiểu biết của chúng sinh, thì tự nhiên khiến cho người sinh khởi tâm tin. Thứ lời lẽ này khiến cho người tâm vui vẻ, thành phục, vĩnh viễn không nhà mỏi, đây tức là từ vô ngại trí. 4. Lạc thuyết vô ngại trí. Lạc thuyết là hoàn hỷ nói, khéo nói, nguyện ý nói, tự động nói. Có những người không hoàn hỷ nói, biết mà không muốn nói với người, ba lần thỉnh cầu mới nói. Trong Kinh Hoa Nghiêm có vị Thắng Huệ Bồ Tát nói, Phật Pháp không người nói, chỉ huệ không hiểu được. Tự mình minh bạch Phật Pháp rồi, nếu bạn không thích nói với người khác, thì người sơ cơ học Phật Pháp làm sao mà hiểu được. Cho nên phải có lạc thuyết tam muội, tức là thời khắc đều nói, ngày đêm đều nói, năm tháng đều nói, vĩnh viễn đều lạc thuyết không nhàn. Như ở chùa Kim Sơn ngày ngày giảng kinh thuyết pháp, tức là biểu hiện lạc thuyết vô ngại. Lạc thuyết vô ngại nhất định phải đầy đủ trí huệ ba thứ pháp vô ngại ở trên, nghĩa vô ngại, tử vô ngại, mới có thể có lạc thuyết vô ngại trí huệ biện tài. Bồ Tát này dùng pháp vô ngại trí, biết tự tướng của các pháp, nghĩa vô ngại trí, biết biệt tướng của các pháp, từ vô ngại trí, nói không sai lầm, lạc thuyết vô ngại trí, nói không dứt tận. Bồ Tát địa thứ 9 khéo vận dụng trí huệ, cho nên trí huệ càng dùng càng tăng trưởng. Ngài siêng năng tu học pháp môn của chư Phật nói, cho nên trí huệ của Ngài ngày càng thù thắng. Ngài khéo suy ngẫm quan sát tự tánh, tự tướng của các pháp, cho nên trí huệ quang của Ngài chiếu khắp chúng sinh. Ngài thích đến đạo tràng của chư Phật trong mười phương để nghe pháp, do đó trí huệ của Ngài thông đạt vô biên. Ngài dùng 4 vô ngại trí để hình dung Ngài. Thuyết minh trí huệ thông đạt vô ngại, biện tài vô ngại của Ngài. 4 vô ngại biện còn gọi là 4 vô ngại trí. Hiện bên ngoài thì dùng ngôn từ để thuyết minh, tức là biện tài. Tàng ở bên trong thì do tự tánh, tự tâm bên trong phát ra, tức là trí huệ. Cho nên gọi bên trong là trí, bên ngoài là biện. Bồ Tát địa thứ 9 đắc được trí huệ pháp vô ngại biện, biết được tự tướng của tất cả pháp. Tự tướng của tất cả pháp như thế nào, tự tánh ra làm sao, Bồ Tát đều biết rõ. Các pháp tùng bổn lai, thường tự tịch diệt tướng, bất sinh diệt, bất khả dĩ ngôn tuyền. Nghĩa là các pháp từ xưa nay, tự tướng thường vắng lặng, không sinh cũng không diệt, không thể dùng lời nói. Đây tức là tự tướng tự tánh của tất cả các pháp. Bồ Tát y cứ nghĩa vô ngại trí lại biết biệt tướng của các pháp. Biệt tướng tức là tướng đặc biệt, đã biết tự tướng của các pháp thường vắng lặng. Song nghĩa lý của mỗi thứ pháp môn đều khác nhau. Có 84.000 pháp môn thì có 84.000 nghĩa lý. Mỗi nghĩa lý lại có nghĩa lý đặc biệt của nó. Các pháp đều là vắng lặng, đây là tướng chung. Mỗi pháp đều có nghĩa lý của nó, đây tức là tướng đặc biệt của mỗi pháp. Tướng đặc biệt thì hiện ra nghĩa lý đặc biệt của pháp. Y cứ nghĩa vô ngại trí thì biết được tướng đặc biệt của các pháp. Bồ Tát dùng từ vô ngại trí để nói pháp nghĩa tuyệt đối là chân thật, hợp với pháp nghĩa không thể nào sai lầm được. Không hợp với pháp nghĩa thì không thể tương ứng với pháp, tức là sai lầm. Ví như bố thí vốn là ban cho người khác. Nếu bạn kêu mọi người đem đồ tốt cho tôi, còn bạn không bố thí cho người, đây tức là tâm tham, tức là sai lầm. Như chỉ giới tinh tấn, vân vân. Mình minh bạch rồi dùng thân làm khuôn phép, thân thể lực hành, cung hành thực tiễn, làm Phật sự và cũng dạy người khác thực hành, ảnh hưởng đến người khác, dẫn đến sự tác dụng mới là chánh lý. Nếu việc gì cũng kêu người khác làm, còn mình làm ngược lại thì đều là biểu hiện sai lầm. Là đệ tử Phật, ngày đêm siêng năng không thể sai lầm. Sở dĩ Bồ Tát có thể lạc thuyết vì Ngài đã có trí huệ thông đạt nghĩa lý của các pháp. Do đó, Ngài cũng muốn chúng sinh thấu đạt được Phật Pháp, đắc được thường lạc chân thật. Do vậy, Ngài chẳng có tư hào mệt mỏi, thường thấy cơ thuyết Pháp, khiến cho chúng sinh đắc được pháp lạc, khiến cho Phật Pháp hưng long, làm cho bánh xe Pháp thường chuyển. Lại nữa, dùng pháp vô ngại trí, biết tự tánh của các pháp, nghĩa vô ngại trí, biết sinh diệt của các pháp, từ vô ngại trí an lập tất cả pháp nói không dứt, lạc thuyết vô ngại trí, tùy sự an lập không thể hoại, nói vô biên.
Bồ Tát Kim Cang Tạng cảm thấy nghĩa lý của bốn vô ngại trí ở trên nói chưa được viên mãn, do đó lại tăng cường ngữ ý, lại thuyết minh bổ sung đối với bốn vô ngại trí. Pháp là vô lượng vô biên, dọc bào thái hư, ngàn trù xa giới. Pháp là viên dùng vô ngại, thông đạt tất cả, chân thật, chánh quyết. Bồ Tát dùng vô ngại trí, biết rõ tự tánh của các pháp. Dùng nghĩa vô ngại trí, biết sinh diệt của các pháp. Dùng từ vô ngại trí, an lập tất cả pháp, tám vạn bốn ngàn pháp. Dùng lưỡi rộng nói pháp nghĩa của chư Phật, đối với chúng sinh tuyên nói không dứt. Xưa kia Đức Phật thuyết pháp hơn 300 hội, trải qua 49 năm, tức là dùng từ vô ngại trí nói, dùng tinh thần làm thuyết vô ngại, trí huệ vô ngại, tùy sự an lập giả danh, giảng nói đạo lý, các pháp đều dùng vô tánh làm tự tánh, như nói không gián đoạn, vĩnh viễn đều nói không hết, thiền mà ngoại đạo cũng không cách trì phá hoại được. Ý nghĩa an lập là nói tất cả pháp giả danh đồng tướng. Pháp của Phật nói là tận hư không khắp pháp giới, do đó khó dùng lời nói không cùng tận được, cho nên là thuyết vô biên. Lại nữa, dùng pháp vô ngại trí, biết pháp hiện tại khác biệt, nghĩa vô ngại trí, biết pháp quá khứ vị lai khác biệt. Từ vô ngại trí, nơi pháp quá khứ hiện tại vị lai nói không sai lầm, lạc thuyết vô ngại trí, nơi mỗi mỗi đời, nói vô biên pháp tỏ rõ. Bồ Tát Kim Cang Tạng tiếp tục giải thích, lại nữa, dùng thời gian để phân biệt nói rõ bốn vô ngại trí. Ngài nói y cứ pháp vô ngại trí có thể biết được chỗ khác biệt của các pháp đời hiện tại. Thông đạt nghĩa lý vô ngại của các pháp thì biết được điểm khác biệt nghĩa lý của các pháp đời quá khứ và đời vị lai. Từ vô ngại trí, đối với pháp của chư Phật ba đời quá khứ hiện tại vị lai nói, đều thấu rõ thọ trì dùng để giáo hóa chúng sinh, vì người tuyên nói tuyệt đối chẳng có lời lẽ sai lầm. Bồ Tát dùng ba thứ trí huệ ở trên rộng tuyên nói pháp yếu, ở trong ba đời, ở trong đủ thứ loại chúng sinh. Bồ Tát chẳng từ mệt nhọc, đạo thuyết vô lượng vô biên nghĩa lý các pháp khác biệt, vĩnh viễn không mệt mỏi. Lại nữa, dùng pháp vô ngại trí, biết pháp khác biệt, nghĩa vô ngại trí, biết nghĩa khác biệt. Từ vô ngại trí, tùy lời lẽ âm thanh mà nói, đạo thuyết vô ngại trí, tùy tâm họ thích mà nói. Lại nữa, Bồ Tát Kim Cang Tạng lại dùng tướng Tu Đà La pháp để phân tích pháp nghĩa, tăng cường thuyết minh bốn thứ vô ngại trí, y theo pháp vô ngại trí thì biết được các pháp khác biệt, minh bạch nghĩa lý các pháp sinh khởi vô ngại trí, thì biết nghĩa lý khác biệt, hay tùy lại tuyên nói các pháp. Đây tức là diệu dụng của từ vô ngại trí, là thuyết vô ngại trí, biết được tâm ý của chúng sinh thì có thể tùy tâm họ thích pháp gì, dùng ví dụ nào khiến cho chúng sinh thích nghe không chán. Bồ Tát vận dụng bốn vô ngại trí kết hợp với tâm chúng sinh mà nói diệu pháp. Lại nữa, pháp vô ngại trí dùng pháp trí biết sai biệt không khác. Nghĩa vô ngại trí dùng trí này biết khác biệt nghĩa thật. Từ vô ngại trí dùng thế trí nói khác biệt. Lạc thuyết vô ngại trí dùng đệ nhất nghĩa trí nói khéo léo. Lại nữa, Bồ Tát Kim Cang Tạng lại y cứ trí tướng, y theo loại pháp để phân tích pháp nghĩa, pháp vô ngại trí thì có thể biết đạo lý đồng nghĩa, bất đồng nghĩa khác biệt của các pháp. Dùng nghĩa vô ngại trí thì biết được chân thật, kết luận khác biệt của trí này đắc được. Từ vô ngại trí, nói pháp thế gian và xuất thế gian, viên dùng vô ngại. Thế trí là trí huệ thế tục, tức là hậu đắc trí. Dùng trí huệ thế gian để phân tích thật giả về pháp thế gian và pháp xuất thế, vì muốn khiến cho chúng sinh đắc được pháp nghĩa đệ nhất, nghĩa thủ thắng. Giả dùng phương tiện giải nói, khiến cho chân đế được tương ưng mà không điên đảo, như vậy mới là khéo léo. Không gián đoạn, luôn luôn nói đa phương giả thuyết, không sinh mỏi nhàm, như vậy mới có thể gọi là lạc thuyết. Lạc về trí huệ thuyết pháp có thể khiến người nghe pháp chứng được đệ nhất nghĩa. Lại nữa, pháp vô ngại trí biết các pháp một tướng bất hoại. Nghĩa vô ngại trí biết khéo léo về duyên khởi uẩn giới xứ đế. Từ vô ngại trí dùng tất cả âm thanh văn tự hay đẹp dễ hiểu của thế gian để nói. Lạc thuyết vô ngại trí dùng chuyển thắng vô biên pháp minh để nói. Lại nữa, Bồ Tát Kim Cang Tạng lại dùng tướng không ngã mạn, y trần tục, hai nghĩa để phân biệt bổ sung thuyết minh bốn vô ngại trí. Pháp vô ngại trí biết được các pháp là một tướng bình đẳng. Bất hoại là nói không thể bị thiền ma ngoại đạo đến phá hoại cảnh giới vô ngã. Nghĩa vô ngại trí, pháp là một tướng bất hoại, nghĩa lý thì viên dung vô ngại. Dùng nghĩa vô ngại trí, biết năm uẩn, sắc thọ tưởng hành thức đều là không. Bồ Tát thì muốn giáo hóa chúng sinh làm thế nào thấy được năm uẩn đều không? Giới là 18 giới, mặt tài mũi lưỡi thân ý 6 căn, đối với ngoại cảnh bèn sinh ra 6 trần, sắc thanh hương vị xúc pháp.
sáu căn bên trong đối với sáu trần bên ngoài, bèn sinh ra sáu thức, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thể thức, thần thức, ý thức. Sinh khởi sáu thức rồi thì có sự phân biệt, sáu căn, sáu trần, sáu thức hợp lại thì gọi là 18 giới. Xứ tức là sáu căn bên trong, sáu trần bên ngoài, hợp lại gọi là 12 xứ. Đế tức là bốn thánh đế, khổ tập diệt đạo. Duyên tức là vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc, vân vân cho đến sinh duyên lão tử gọi là 12 nhân duyên. Bồ Tát có nghĩa vô ngại trí, cho nên ngài minh bạch được những đạo lý này mà Phật đã chứng ngộ, sinh khởi pháp môn phương tiện khéo léo, tức cũng là pháp môn lục độ, bố thí chỉ giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí huệ, dùng lục độ để đối trị khuyết điểm của chúng sinh, phương tiện giáo hóa họ, dùng pháp môn bố thí để độ chúng sinh san tham, pháp môn chỉ giới độ những chúng sinh hủy phạm, pháp môn nhẫn nhục độ những chúng sinh cao cường, tâm sân hận nặng, pháp môn tinh tấn độ những chúng sinh giải đãi lười biếng, pháp môn thiền định độ những chúng sinh tán loạn, pháp môn trí huệ độ những chúng sinh ngu si. Bồ Tát khéo léo dùng pháp môn lục độ để độ tất cả chúng sinh thoát khổ ách. Từ vô ngại trí, Bồ Tát dùng lời lẽ và văn tự hay đẹp của thế gian để biểu thị nghĩa lý vô thượng mà không tổn nơi chân lý. Lạc thuyết vô ngại trí là hoan hỷ giảng kinh thuyết pháp, nói diệu lý vô thượng vô ngã, từ cạn vào sâu dần dần đối với chúng sinh triển dương đến nghĩa lý vô thượng thủ thắng, sự khác biệt trong từ nghĩa vì tế vô biên. Bồ Tát đều dùng lạc thuyết vô ngại trí nói rõ ràng dễ hiểu, khiến cho chúng sinh nghe rồi sinh khởi vô lượng pháp lạc.